Chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay lại lên một cái clip test để lát nữa đóng hàng gửi đi cho một bác khách ở Đà Nẵng. Bác lấy hai đôi loa TB Vân Gỗ các anh nhé. Đây, TB Vân Gỗ logo vàng. Đấy, rất là cảm ơn bác đã tin tưởng ủng hộ hai cặp loa full 25 TB Vân Gỗ. Đấy, một trong những cái dòng loa rất là đẹp của cửa hàng bên đây, Vân Gỗ, hàng bãi mà đẹp tuyển chọn luôn. Đây các bạn xem này. Đấy, em có vừa test qua một đoạn nhạc để gửi đến bác ấy luôn, cũng như gửi đến các bác luôn. Đấy, hoạt động ok hết rồi. Đấy, lát nữa em sẽ đóng hàng để gửi đi cho các bác ở Đà Nẵng. Đấy, đây các bác xem này. Đấy, em quay qua một chút về giới thiệu lại với bác một chút nha. Đấy, cái dòng loa TB này, một trong những dòng loa rất là đẹp. Đấy, Vân Gỗ. Đấy, mặt trước của nó là cái căng vải này. Đó, logo màu vàng và hai cái nẹp viền nhôm này. Thì con này có mã của nó đây này các bác này. Đấy, mã của nó vẫn là TK8010 các bác nhá. Đấy, cái dòng loa này thì em cũng đã có clip giới thiệu đến các bác. Một trong những cái dòng loa rất là hay, rất là đẹp. Bảy rất là đẹp luôn các bạn. 350W, 8 ohm, 95 decibel độ nhận. Đó. Hàng bãi mà đẹp như mới các bác nhá. Đấy. Bụi này các bạn. Dòng này thì karaoke thì phải nói là không có gì để chê các bạn, nó quá hay. Đơn giản là vì nó quá hay. Đấy. Quá đẹp, các cao cạnh rất là sắc nét. Hai cặp này thì bác ấy có thể chơi được trong không gian phòng 30m2 là hoàn toàn vô tư nhá. Đấy, và không hề có súp. Trống vẫn rất là hay các bác ạ. Đây, em test lại. Đấy, không hề có súp. Ở đây em có sử dụng một con nâng tiếng này. Đấy, chép của nó đánh rất là tơi ở nhuyễn các bạn. Nó rất là tơi luôn, cực kỳ tơi. Đấy, 4 quả đều kêu đồng như nhau ấy nhá. Rất là sáng. Dòng này, đặc trưng của dòng này sẽ karaoke rất là hay luôn. Đấy, cặp này thì em đang bán lẻ với giá là 8 triệu đồng một cặp các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ vào Zalo 0333 527 331. Đấy, em sẽ tư vấn thêm cho các bác. Đấy, còn hôm nay em sẽ làm clip ngắn để test hàng gửi cho khách thôi. Đó. Rồi, bác nào có nhu cầu thì liên hệ vào Zalo em nhé. Xin chào toàn thể các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.